Một cặp loa tương tự thương hiệu Mỹ, JBL uh, Stack A170 đang có giá là 16 triệu. Hôm nay thì bên em sẽ là một chương trình sale khuyến mại cực khủng cho các bác. À, mức giá mà các bác sẽ được mua là mức giá chỉ 16 triệu giảm còn 9 triệu 990 nghìn. Và đặc biệt ngày hôm nay em còn ba cặp loa cuối cùng em sẽ thêm một ưu đãi nữa cho các bác và ưu đãi này đặc biệt là là sẽ không có có một cái ưu đãi nào tốt hơn. Đó là miễn phí ship toàn bộ cho các bác uh, với cái cặp loa JBL uh, Stack A1770 này. Uh, đầu tiên là gì về cân nặng của cái cặp loa này nhé loa này nó nặng lên tới khoảng hơn 14 kg một chiếc loa tức là các bác hình dung là với một chiếc loa, cặp loa này các bác uh, nó nặng khoảng uh, khoảng 35 kg kể cả đóng thùng nữa đâm ra là cái phí vận chuyển đi các tỉnh rất là cao nhưng mà rất nhiều khách hàng thân quen của em đã đang, đang phàn nàn là bây giờ nếu mà uh, đã khuyên mãi thì khuyên mãi cho chót luôn thì em uh, muốn nó là được miễn phí ship luôn chứ các anh em không thích là phải trả thêm tiền ship ok hôm nay còn ba gặp cặp của em phục vụ luôn cho các bác còn là miễn phí ship cho các bác luôn mức giá 9 triệu, uh, 16 triệu giảm còn 9 triệu 900 nghìn miễn phí ship toàn quốc cho các bác Về cái loa này các bác ở phía trên thì sẽ được trang bị một cái loa tweeter với đường kính khả năng mở rộng âm thanh với góc mở lên tới là 90 x 60 độ À, và đặc biệt là gì à, cái, cái, loa Twitter này của JBL Stick A70 được trang bị khả, một cái ống uh, sóng dẫn ở phía bên trong mang lại khả năng đẩy xa âm thanh rất là xa kèm với mức giải cao lên có thể lên lên tới là 40 kHz mươi 40 kHz các bác không nghe nhầm đâu. Bình thường những mẫu loa cột bình thường chỉ khoảng tầm 33 đến 35 kHz thôi nhưng một cặp loa này một cái loa cột cỡ, cỡ nhỏ sai khá là gọn gàng nhưng mà khả năng lên giải giải cao lên tới 40 kHz tức là nó cho các bác nghe một cái giải chép rất sáng và tơi mịn. Đó ở phía bên dưới các bác thấy là đây là cặp loa uh, cột cỡ nhỏ thì trang bị hai cái củ loa mid bass với vật liệu làm từ uh, và vật liệu làm từ bát bằng giấy và dạng xếp với nhau uh, nó mà có đường kính là 14 cm khá là, là nhỏ gọn và đặc biệt là gì uh, cặp loa này không có công suất loa mà sẽ chỉ có công suất âm ly khuyến nghị các bác nhé. nó khoảng từ uh, 20W tới 200W thì các bác lựa chọn một chiếc âm ly khoảng đó khoảng 100W đổ lại là các bác đã chơi vô tư rồi với độ nhạy khoảng 87 dB đấy uh, nói chung là khá là dễ dàng phối ghép loa có chiều cao tương đối nhỏ gọn với kích thước cao là 93 cm ở uh, chiều uh, bề ngang rộng là 19 cm và chiều sâu là 26 cm uh, và nó có một cái lỗ thông hơi hai cái lỗ thông hơi phía sau mặc dù là với kích thước như vậy nhưng mà hãng họ trang bị tới hai cái lỗ thông hơi phía sau để các bác nó có thể mang lại cái khả năng uh, cộng hưởng cũng như là thoát nhiệt tốt nhất cho cặp loa ở uh, phía bên dưới đây các bác thấy là gì loa trang bị một dạng cầu loa uh, bi tức là chúng ta có thể chơi được hai uh, đường uh, bát chép riêng biệt với cục loa như thế này uh, và độ nhạy lên tới 89 mươi thì nó hoàn toàn dễ dàng phối ghép cho bác thì, uh, lựa chọn một số ông có thể phối ghép tiêu biểu có thể kể tới một số ông từ, từ đến ông ma răng hay là một số âm ly nhà JBL ghép cũng rất là ổn định đó là một số thông tin về cặp loa JBL Stack A70, một thương hiệu Mỹ uh, có giá nên biết là 16 triệu, ngày hôm nay thì khuyến mãi đặc biệt cho bác chỉ còn 9 triệu, 90 nghìn. Và đặc biệt nữa là gì? Còn ba cặp cuối em bao ship toàn quốc cho các bác với ba cặp cặp cuối này hàng new chính hãng bảo hành 1 năm các bác lưu ý nhá. Hàng new chính hãng bảo hành 1 năm do đó các bác yên tâm là các bác đang được mua hàng mức giá siêu siêu ưu đãi và cơ hội chỉ có 3 slot Cái cuối cùng thôi. Bác nào nhanh tay alo hotline bên em để đặt hàng.